Đồ gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay cơ sở Đồ gỗ Thành Luân xin trân trọng giới thiệu với toàn thể quý khách hàng một bộ bàn ghế phòng khách bằng gỗ hương đá, đó là bộ bàn ghế Nghê Bảo Đỉnh, cột 12 chân 14. Hàng này đây là cái mẫu này là mẫu siêu khủng, mẫu khủng nhất mang thương hiệu của Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Được làm theo yêu cầu và đơn đặt hàng hôm trước gia đình nhà anh Cường. Gia đình nhà anh Cường ở Thuận Thành, Bắc Ninh đã về trực tiếp tại showroom cửa hàng của Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi để mua và ký nhận bộ bàn ghế Nghê Bảo Đỉnh siêu đỉnh cao đẳng cấp này. Đây chúng tôi nhấn mạnh đây là cái mẫu đỉnh cao nhất. Đấy, chúng tôi đặt tên là hàng khủng trong phân khúc bộ bàn ghế Nghê Bảo Đỉnh mang thương hiệu của Đồ gỗ Thành Luân. Đấy, quý khách hàng nào đã về trực tiếp tại showroom của Đồ gỗ Thành Luân rồi thì quý khách hàng có thể thấy ngay được các phân khúc Nghê Bảo Đỉnh của Đồ gỗ Thành Luân. Chúng tôi có hàng khủng này, hàng khủng như này. Đấy, hàng siêu VIP giá bình dân và hàng bình dân. Đấy, hàng khủng, hàng siêu VIP giá bình dân và hàng bình dân. Đấy, các bác về trực tiếp cơ sở Thành Luân chúng tôi thì khách hàng có được rất nhiều các sự lựa chọn và so sánh giữa hàng thông thường, hàng bình dân và hàng VIP. Đấy, toàn bộ đường nét là đục chạm thủ công bằng tay và cái phần dạ yếm này. Quý khách xem hàng như ở trên thị trường cũng có rất chi là nhiều. Trên thị trường rất chi là nhiều các mẫu Nghê Bảo Đỉnh làm nhái mẫu của Đồ gỗ Thành Luân, nhưng quý khách nên nhìn thật kỹ về cái phần yếm phần dạ này. Chúng tôi khẳng định về cái phần yếm dạ này, cái đường nét chúng tôi đục chạm bao giờ nó khác biệt so với các hàng trên thị trường. Đấy, mà họ làm nhái mẫu để giảm giá thành đi, xin thưa quý khách là như vậy. Đấy, các bác phải hết sức lưu ý xem hàng. Đấy, cái phần dạ yếm này chúng tôi đục thủ công bằng tay này. Đấy, đục tay kỹ như này mà. Đấy, còn cái hàng nhái thì họ chỉ cho đục máy để làm và quét mẫu của chúng tôi là họ đục nhái theo cái mẫu này thôi. Nhưng đây là hàng khủng. Khách hàng nào đã về trực tiếp cơ sở của Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi rồi thì cái khách hàng có thể thấy ngay được. Đấy, các cái hàng khủng của Đồ gỗ Thành Luân nó khác biệt hoàn toàn so với cái hàng bình dân ở trên thị trường. Bộ này là bộ gồm có 6 món, một đoạn dài và hai ghế đơn, một bàn và hai đôn. Chúng tôi nhấn mạnh một lần nữa đây là bộ và bàn ghế Nghê Bảo Đỉnh hàng khủng nhất. Đây là hàng khủng nhất trong phân khúc Nghê Bảo Đỉnh của Đồ gỗ Thành Luân. Hiện tại ở tại showroom cũng như là xưởng sản xuất của Đồ gỗ Thành Luân tôi đang trưng bày các bộ bàn ghế Nghê Bảo Đỉnh hàng siêu khủng, hàng VIP giá bình dân và hàng bình dân. Các bác có thể về trực tiếp tại showroom của Đồ gỗ Thành Luân tôi để mục sở thị tham quan và mua sắm. Như hôm vừa rồi là anh Cường và gia đình ở tại thôn ngõ giữa đấy, xã An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh về trực tiếp cơ sở Đồ gỗ Thành Luân tôi để mục sở thị đấy, siêu phẩm này và đã chốt lại và ký nhận mua luôn cái bộ bàn ghế này. Đấy, cái mặt kính này. Đấy, cái mặt bàn tôi đục tứ linh long ly thi phượng tượng trưng cho bốn linh vật thiêng liêng chiêu tài vũ lộc rất đẹp. Đây các cái dạ yếm này tôi đục kỹ như này mà. Đấy, tiếp theo là chiếc ghế dài hàng khủng chúng tôi đục thủ công bằng tay 100%, từ yếm từ chân dạ đục thủ công bằng tay hết. Đấy. Vách tựa liền khối, trương liền khối và tay nghe liền khối. Đấy, toàn bộ được Thành Luân chúng tôi là full PU bóng mờ, full trần nguyên bản màu gỗ, full trần nguyên bản gỗ. Đấy, không bán màu, không mông màu và không vẽ vân vẽ vời gì cả. Đấy, nguyên bản gỗ nguyên bản luôn, màu nguyên bản. Anh Nhự hộ em một cái, kéo cho em cái ghế ra đây cái, cả cái đoạn có xe. Đây là phần vách tựa phía sau và quý khách hãy chờ đợi, chúng tôi sẽ bỏ một chiếc ghế ra để quay riêng cái dáng ghế cho quý khách hàng thấy được và cái đoạn này cũng vậy. Đấy, đấy, xoay lưng về ô tô đây nhá. Thế rồi ok. Đây phần sau của cái chiếc đoạn dài bộ bàn ghế siêu khủng này và chúng ta cùng ngắm về cái dáng ghế của bộ ghế Nghê Bảo Đỉnh của Thành Luân chúng tôi. Cái dáng ghế các bác nhìn thấy đây nó đẹp như thế nào, có đúng như cái những cái gì mà chúng tôi quảng cáo hay không thưa quý khách. Đây là mẫu siêu khủng. Yếm dạ đang xoay hộ em cái đoạn quay lưng vào trong nhà này. Đây, xoay đoạn tôi xoay quanh một vòng. Ui đừng khênh gãy lưng ấy, sao lại thế nhỉ. Để quay một chân thôi. Ở đây là chiếc đoạn dài
Đấy, chiếc đoạn dài hàng siêu khủng của đồ gỗ Thành Luân tôi đây. Cái dáng này chúng ta nhìn thấy đây, nó có khác biệt so với hàng trên thị trường không? Nó khác biệt hoàn toàn. Đấy, toàn bộ đường nét được đục chạm thủ công bằng tay 100%. Đục rất kỹ luôn. Đục thủ công bằng tay, đục tứ diện, đục hai mặt như nhau. Mặt sau cũng đục mà mặt trước cũng đục. Đó, gia đình nhà anh Cường ở thôn Ngõ Giữa, huyện An Bình, xã An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã về trực tiếp cơ sở Thành Luân để ký nhận bộ bàn ghế này. Ít hôm trước thì hôm nay chúng tôi hoàn thiện xong và chuẩn bị đi bàn giao. Vâng, thay mặt đồ gỗ Thành Luân xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và ủng hộ. Chúng tôi xin tạm dừng cái video clip này tại đây. Và quý khách đừng quên đăng ký kênh của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi để liên tục nhận được các thông báo mới nhất về các sản phẩm mà tôi cập nhật hàng ngày. Video quý khách đang xem chúng tôi quay tại showroom đồ gỗ Thành Luân hơn 2.000 m², showroom đồ gỗ Thành Luân. Các bạn có thể về trực tiếp cơ sở Thành Luân chúng tôi để tham quan sở thị, rất nhiều các siêu phẩm đang được trưng bày. Chúng tôi xin tạm dừng video clip tại đây và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.